Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 5 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, mới đây tại khách sạn Melia, thành phố Yangon thì BKV đã bất ngờ ra mắt Bphone 3 tới người dùng Myanmar kèm những gói cước hấp dẫn nhờ sự hợp tác với mạng di động Mitel. Cụ thể thì Bphone 3 và Bphone 3 Pro sẽ lên kệ tại gần 100 cửa hàng trên toàn quốc tại Myanmar với giá bán rơi vào khoảng 7,7 triệu đồng cho Bphone 3 và 10,8 triệu đồng cho Bphone 3 Pro. Trong lễ ra mắt thì ông Nay Sowin, phó giám đốc kinh doanh BKV Myanmar đã nhấn mạnh vào khả năng chống nước IP68 trên Bphone 3, đặc biệt là tính năng chống trộm anti-theft có thể giúp tìm lại điện thoại ngay khi cả đã factory reset, một công nghệ mà chưa hãng smartphone nào trên thị trường có được. Nhiều khách mời tại lễ ra mắt tỏ ra rất là ấn tượng với các tính năng muốn chỉ xuất hiện trên những smartphone cao cấp, đã đặt nhiều câu hỏi về Bphone 3. BKV cho biết là hãng đã dành 6 tháng liên tục làm việc với các đối tác ở địa phương để bản địa hóa sản phẩm, đào tạo nhân viên và xây dựng quy trình hỗ trợ dành riêng cho khách hàng ở Myanmar. Và BKV cũng đã thành lập chi nhánh BKV Myanmar tại thành phố Yangon với hơn một nửa số dân sự tại đây là người bản địa. Cùng với đó thì 3 trung tâm bảo hành Bphone trực tiếp và 27 điểm tiếp nhận bảo hành cũng được BKV thiết lập trên toàn Myanmar. Các bạn mến, vào ngày hôm qua ngày 4 tháng 7 thì Xiaomi đã giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của Redmi K20 Pro hợp tác với Marvel. Chiếc máy này có tên đầy đủ là Redmi K20 Pro Marvel Hero Limited Edition tại thị trường Trung Quốc, làm ra để vinh danh những người hùng Marvel. Hình ảnh được công bố bởi Xiaomi cho thấy tổng thể màu đen, mặt lưng có một số họa tiết khác so với bản tiêu chuẩn, hình nền là của Iron Man. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết là giao diện có được tùy biến sâu hơn nữa không và phụ kiện trong hộp máy còn gì nữa. Thông số kỹ thuật của phiên bản này thì cũng không thay đổi so với Redmi K20 Pro tiêu chuẩn. Máy được trang bị màn hình AMOLED 6.39 inch, tỷ lệ khung hình là 19.599, độ phân giải là Full HD+, màn hình AMOLED được tích hợp cảm biến vân tay thế hệ thứ 7 mới nhất. Sức mạnh tới từ vi xử lý Snapdragon 855, RAM lên tới 8GB, cùng với tính năng game Turbo 2.0 nâng cao trải nghiệm chơi game. Bên trong có một lớp than chì 8 lớp để tăng hiệu quả tản nhiệt, viên pin 4000mAh kèm sạc nhanh 27W. Và Redmi K20 Pro có thêm camera selfie thợ thụt 20MP, khẩu độ là f2.0 và mặt sau thì có cảm biến chính 48MP với khẩu độ là f1.75, ống kính góc siêu rộng 13MP, khẩu độ là f2.4 và ống kính tele 8MP, khẩu độ là f2.4 và có khả năng zoom quang 2x. Các bạn mến, Lenovo Z6 xứng đáng là một trong những smartphone được chú ý sắp tới với thông số cực khủng. Đầu tiên là phải nói đến chắc chắn đó chính là màn hình giọt nước có tần số quét lên tới 120Hz, mặc dù đây không phải là smartphone gaming. Trang bị này giúp mọi trải nghiệm vuốt chạm hay chơi game mượt mà, nhiều máy cao cấp thì cũng không có được điều đó. Và kích thước màn hình là 6.39 inch, tấm nền OLED với độ phân giải là HD+, độ sáng tối đa là 600 nit, hỗ trợ HDR10+, gam màu DCI-P3. Bên dưới màn hình là cảm biến vân tay quang học thế hệ thứ 6, màn hình này cũng chiếm 93.1% mặt trước thiết bị. Bên trong, sức mạnh xử lý của máy được cung cấp bởi vi xử lý tầm trung mạnh mẽ nhất là Snapdragon 730, đi kèm với dung lượng RAM 6 hoặc là 8GB và 64GB hoặc 128GB ROM. Chưa hết thì Lenovo Z6 còn gây ấn tượng với hệ thống 3 camera phía sau với cảm biến chính của độ phân giải 24MP, khẩu độ là f1.8, camera phụ 8MP và camera 5MP làm nhiệm vụ đo độ sâu trường ảnh khi chụp chân dung. Và camera selfie với độ phân giải là 16MP. Các thông số còn lại của Lenovo Z6 bao gồm viên pin dung lượng 4000mAh có sạc nhanh 15W, hoạt động trên hệ điều hành Android 9 Pie với giao diện người dùng ZUI 11, hỗ trợ các kết nối như là 4G LTE, khe cắm SIM kép, Wi-Fi, Bluetooth, ATPS với GLONASS. Và 3 phiên bản của Lenovo Z6 sẽ có mức giá lần lượt là 6,4, 7,1 và 8,45 triệu. Và máy sẽ chính thức lên kệ Trung Quốc từ ngày 9 tháng 7 tới đây và sẽ chỉ có duy nhất một màu xanh đậm. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Anh Nhìn Việt Nam và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Bye bye.